Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn, em xin giới thiệu là hai mẫu máy nghiền phối nghiền ngô do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì ở bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn là chiếc máy nghiền ngô phối nghiền ngô A170, là dòng nghiền bằng đá. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cặp đá bằng gang ở trong máy. Đó, đây là chính là cái cặp đá đây các bạn. Đấy. Cặp đá bằng gang này thì nó đúc 100% bằng gang chuẩn, và nó sẽ có những cái rãnh, những cái răng để nó có thể nghiền ngô. Các bác có thể nghiền ngô bột hay nghiền ngô mảnh, chúng ta có thể chỉnh ở cái núm này. Đây cái chỉnh cái núm vặn này để chỉnh đá. Khi mà hai cặp đá nó sát vào nhau. Đó, khi hai mặt đá này nó sát vào nhau, nó sẽ nghiền thành bột. Và khi nó lới rộng ra nó sẽ nghiền mảnh. Thì đối với con nghiền A170 này thì đường kính đá chuẩn của nó sẽ là 16.6.7 cm. Thì đây chính là một cái điểm lưu ý đặc biệt khi chúng ta mua cối. Chúng ta có thể phân biệt được. Đó. Thì đi kèm với chiếc cối nghiền, khi các bác mua lẻ cối nghiền nó sẽ có một cái phễu này. Đó, một cái phễu da, một cái phễu da nguyên liệu này, một cái đầu để bắt phễu này, một cái chặn họng và một cái túi ốc. Thì cái chặn họng này nó trông nó giống một miếng tôn nhỏ nhỏ thôi, nó rất là đơn giản, tuy nhiên nó rất quan trọng các bác nhé. Khi mà chúng ta mua về chúng ta đánh mất cái này, và chúng ta cứ thế chúng ta nghiền, khi các bác đổ ngô đổ nguyên liệu vào khi máy chưa chạy thì các bác sẽ rất là dễ bị cháy motor. Nó sẽ chui thẳng vào đây và kẹt cái trục xoắn này, khi bật điện lên nó sẽ y để khoảng chừng 30 giây 1 phút nó sẽ bốc khói và cháy mất cái motor nhé. Nên là cái lưỡi gà này nhỏ nhưng rất quan trọng, chúng ta lưu ý là cần phải có để sử dụng. Đó. Thì ở bên tay phải quý vị và các bạn là con A180, thì con cối này là cối lớn hơn, năng suất nó cũng sẽ cao hơn khá là nhiều. Đối với dòng A180 này thì bên em vẫn khuyến khích khách lắp motor từ 2 kg 2 trở lên, từ 2 kg 2 đến 3 kg rưỡi, các bác có thể lắp trong phạm vi đó. Còn con A170 các bác sẽ lắp motor khoảng 1 kg rưỡi nhé. Đó, thì đây là con 180, nó nặng hơn, to hơn khá là nhiều, và đường kính đá của nó sẽ lên đến khoảng chừng 17.5 đến 17.6 cm. Nó khá là to và khá là nặng. Miếng đá này, riêng miếng đá này nó sẽ dày chừng khoảng 7 ly. Đấy, 7 ly rất là nặng, rất là dày. Và cái phễu của con 180 này nó cũng to hơn một chút. Và em lưu ý với các bác là 100% các loại phễu này nó sẽ chỉ là phễu tôn thôi, không có phễu inox đâu nhá. Các bên mà bốc phét phễu inox không phải đâu. Đó, và em có để sẵn một chiếc cân đây. Cân trọng lượng của chiếc cối A180 khi chúng ta mua về kèm một cặp đá nó sẽ nặng bao nhiêu nhé. Đó, riêng mình cái cối công dạng nặng gần 15 cân, và tất cả các phụ kiện khi đi vào thì cân lên nó sẽ nặng được khoảng bao nhiêu. Đó, khi tất cả các phụ kiện mà chúng ta mua về ở con A180 nó sẽ là 17,8 kg, rất là nặng đấy ạ. Đối với con 17,8 thì nó là dòng cối lớn, nên các bác lưu ý chúng ta sẽ sử dụng motor là phải motor dây đồng nhé, và đặc biệt là ít nhất là phải 2 kg 2. Các bác mà chạy motor 1,5 kg con này em đảm bảo sẽ không chạy được đâu, thì con motor 1,5 kg nó nặng chừng khoảng 18,5 cân, thì nó cũng chỉ nặng tương đương với cối này, nó sẽ không thể kéo được. Còn đối con A170 này thì các bác cũng sẽ cân thử luôn cối này, cối không nó sẽ nặng 12 cân, thêm tất cả phụ kiện kèm nữa nó sẽ lên được chừng 14 cân 8, nó sẽ nhẹ hơn bên kia 4 cân. Thì đấy là một cái điểm khác biệt giữa hai cái cối này. Và ở cuối video này thì em sẽ báo giá luôn cho quý vị và các bạn có thể tham khảo. Cối A170 nó sẽ là 1.250.000 bao ship tận nhà. Cối A180 nó sẽ là 1.450.000 bao ship tận nhà. Ngoài ra chúng ta có thể mua cả bộ được bên em. Con máy A170 cả bộ motor 1,5 kg sẽ là 4 triệu. Con A180 chọn bộ nó sẽ là 4.500.000 miễn ship. Để biết thêm thông tin chi tiết và sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở trên màn hình để tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn các bác xem hết video bên em.